Thầy. À, cái xe của chị tôi sửa xong rồi đó. Ủa, xong luôn rồi hả thầy? Trời ơi, tôi vừa mới làm bánh xong, đang đính kêu xe ôm để đi giao bánh nè. Hên quá, vậy là đỡ tốn tiền rồi. Cảm ơn thầy nhiều nghe. Không có gì đâu chị. Sẵn tôi thay luôn cái bình nhớt mới rồi. Ủa thay nhớt hả? Nhớt bị sao mà thay vậy thầy? À thì thay vì chị chạy lâu rồi thì nhớt nó cũng phải hết chứ. Với lại nhớt nó cũ thì mình phải thay nhớt mới. Chứ để không thôi nó hết nhớt á, xe của chị máy nó bị lốp bê à. Bị lốp bê tức là sao thầy? Có nghĩa là nó bị lốp dên luôn, chị không có chạy được nữa. Tức là xe hư luôn hả thầy? Đúng rồi. Dạ cảm ơn thầy. Ôi thầy ơi thầy. Gì chị? Thầy chờ xíu nha. À, mời thầy ăn bánh. Dạ thôi cảm ơn chị, tôi không đói. Không thầy. Thầy biết sao không? Mẹ con tôi á, cũng thường ăn chay, cho nên làm một số bánh chay để ở nhà cho hai mẹ con ăn. Sẵn tôi làm luôn một ít để biếu thầy. Với lại á, thầy sẵn thầy tính luôn giùm tôi cái bình nhớt đó thay hết nhiêu á thầy, tôi trả luôn nha. Thôi được rồi. À, dạ. Tôi ăn một cái thôi. Còn tiền á tôi không lấy đâu. Đâu có đáng bao nhiêu đâu chị. Thầy nhất định không ăn hả? Không phải, chị với cháu cứ ăn đi, được rồi. Thôi, vậy thôi cũng được, không sao. Nhiêu đây tôi cũng bác được thêm mớ tiền á. Thầy, bây giờ vậy nha. Bắt đầu kể từ ngày hôm nay, lúc nào thầy muốn ăn bánh, thầy cứ qua nhà tôi. Dạ. Bánh luôn luôn có sẵn, thầy muốn mua bao nhiêu cũng có. Nha thầy. Dạ, tôi biết rồi. Thầy ơi, thầy. Thầy. Có chuyện gì không em? Dạ, em cảm ơn thầy đã giúp em theo kịp bài vở trong thời gian qua. Không có gì đâu, đó là bổn phận của thầy thôi. À, thầy, mẹ em không đi đâu được cho nên không có tới đây gặp thầy cảm ơn. Cảm ơn thầy đã giúp đỡ cho em chỗ giao tài hộ ở nhà hàng chay, lo được tiền chi phí cho ba em trong thời gian qua á thầy. Không có gì đâu em, tại vì thực phẩm nhà em chất lượng cho nên người ta mới đồng ý lấy hàng. Dạ, em cảm ơn thầy. Thầy ơi, mẹ em có hái trái bưởi gửi cho thầy ăn lấy thảo. Cảm ơn thầy. Rồi, cho thầy gửi lời cảm ơn mẹ em nha. Dạ. À thầy, chiều nay An xin nghỉ mà bây giờ em phải đi giao hàng cho nên em nhờ thầy gửi quà sinh nhật đến An giùm em ạ. Hôm nay là sinh nhật An hả? Ủa thầy không biết hả? À cũng đúng. Tại vì mấy năm nay An không có tổ chức sinh nhật vì gần tới ngày phải nhập viện á thầy. An bị bệnh gì? Ủa thầy cũng không biết luôn hả? An bị bệnh tim, sắp tới là phải nhập viện để mổ đó thầy. Tội nghiệp lắm thầy. Ba An không chịu nổi áp lực tiền bạc thiếu thốn do dùng hết chữa bệnh cho An từ lúc sinh viên, nên sau đó vài năm cũng bỏ đi. Rồi nghe đâu á cưới vợ khác rồi. Một mình dì Yên hơn 10 năm nay làm đủ nghề kiếm tiền lo cho An. An hay bệnh nên việc học cũng bị hoãn lại mấy lần. Mà dì Yên cũng không muốn An nghỉ học sớm như dì ấy, nên mới đưa An học trường nghề để dẫn đường học văn hóa đó thầy. Trước gia đình dì Yên cũng khá giả lắm, sao bán từ từ ruộng đất để lo cho An nên còn mỗi căn nhà hiện nay thôi. Thấy An nho nho vậy thôi, chứ bạn ấy mít ước lắm. Bạn ấy sợ dì Yên buồn hay lo lắng nên bạn ấy cứ giả vờ vui vẻ, mạnh mẽ miết. Mỗi lần mệt hay là đau á, là bạn ấy chỉ kêu em ra ngồi bên cạnh cho bạn ấy đỡ sợ. Em chào thầy, em đợi thầy nãy giờ á. À, tại vì hôm nay thầy có việc đột xuất cho nên về trễ. Nè. Dạ. Trung nhờ thầy đưa cái này cho em. Dạ, cảm ơn thầy. Cái ông này dám trốn tránh trách nhiệm hả? Lên lớp biết tay tôi. Còn đây là trái bưởi mẹ bằng Trung cho thầy. Thầy cho em đó. Ủa, sao thầy cho em? Thầy để thầy ăn đi thầy. Không cần đâu, em cứ giữ lấy. À, em cảm ơn thầy. À, còn cái này nữa. Thầy thấy cái này hợp với em lắm, cho nên hồi nãy tiện đường thầy mua tặng em. Tiện đường mà gói kỹ quá thầy ha. Em cảm ơn thầy. Chúc mừng sinh nhật em nha. Ờ thầy ơi. Gì em? Happy birthday to you.
Rồi bây giờ con gái yêu của mẹ cầu nguyện và thổi nến đi nè. Dạ. Con cầu cho con mau khỏi bệnh, để được vui chơi và học tập giống như mọi người, để cho mẹ yêu của con đỡ cực khổ gì con. Con cầu cho mẹ Yên sẽ có thật là nhiều sức khỏe để sống lâu sống đời với con. Và cầu cho mẹ Yên ngày nào cũng bán đắt hàng luôn. Cảm ơn con gái. Bây giờ thì chúng ta nhập tiệc thôi. Dạ mời thầy dùng tô hủ tiếu đặc biệt. Ủa sao gọi là đặc biệt? Bởi vì do chính tay bé An nấu đó thầy. Bé An cũng giỏi dữ ha. Dạ. Để cảm ơn cái món quà xinh xắn này nè thầy, nên là em đã vô bếp và trổ tài nấu món này đó. Em mời thầy ăn thử rồi thầy cho em nhận xét nha thầy. Dạ mời thầy. Hủ tiếu chay nước lèo lạc quá, không ngon. Vậy hả thầy? Thầy giỡn thôi, chứ nước lèo vừa phải, ăn thấy thích lắm. Mà thôi, em không tin thầy đâu. Mẹ, hay là mẹ ăn rồi mẹ cho con nhận xét đi. Ừ. Trời ơi, sao vậy mẹ? Sao mà thầy con nói đúng quá vậy? Ngon lắm đó con. Mẹ này làm con hết hồn à. Nấu ngon như vậy thì phải có thưởng. Đây, quà của con gái đây nè. Mẹ tặng cho con, chúc con sinh nhật thật là vui vẻ. Mở quà ra đi con. Cảm ơn mẹ. Trời ơi, con thích cái này lắm. Cảm ơn mẹ. Nhưng mà An nè, mẹ xin lỗi con nha. Mẹ không có đủ tiền mua cái điện thoại mới, cho nên mẹ đã mua cái điện thoại người ta dùng rồi đó. Đâu có sao đâu mẹ, như vậy tiết kiệm con thích hơn nè. Cảm ơn mẹ yêu nhiều nha. Mẹ cảm ơn con. Bây giờ cả nhà mình cùng selfie mấy tấm nha mẹ. Nha thầy. Để thầy chụp cho hai mẹ con. Vậy thôi, em muốn là thầy cũng có mặt trong khung hình luôn. Thầy ngồi sát vô mẹ Yên của em xíu nha. Một, thầy cười lên nha thầy. Một, hai, ba. Đôi kiểu mẹ. Thôi. Mình phải ăn thôi, chứ không thôi là nguội hết cái món ngon của con gái mẹ nấu nè. Dạ. Dạ mời thầy. Ăn đi con. Dạ. Thế đâu? Em biết rồi, làm hết hồn cái gì à. Hèn bạn khốn nạn thì lúc có tiền vẫn đi ăn chơi, thì anh Cường này anh Cường nọ, giờ kẹt tiền qua kiếm mới mượn. Đứa thì không có nhà, đứa thì bận việc, để cho mấy giang hồ có ké đẻ đánh anh vậy nè. Đau em nhẹ nhẹ đó, em có biết đau không hả? Cũng em không à, vô dụng gì đâu á. Ở với thằng chồng cũ mấy năm trời, không chịu tìm hiểu người thân, bạn bè nó để lấy thông tin nó. Bây giờ mấy tháng rồi không tìm được nó, rồi khi nào mới lấy được tiền bán nhà đây? Vợ tìm kiếm thông tin được cũng không lấy được tiền đâu. Nhà đó là nhà của ba mẹ ổng, sao mà đòi chia được. Ngu còn cãi ký đầu bây giờ. Ông làm gì đánh em? Ăn dụng mà biết chùi mép, để cho nó nghi ngờ. Bây giờ chỉ có em mới moi tiền được thằng chồng cũ của em biết không? Moi. Lúc mà ly dị em, ổng cũng cho em hết tài sản rồi. Em cũng đưa cho anh đến làm ăn, rồi mua cái căn nhà này nè. Bây giờ còn đổi gì nữa. Anh thấy nó cưng em vậy là còn thương em lắm. Nè, ráng tìm nó, rồi năn nỉ lại Lục Giang xin ra để giúp mình đi. Không làm đâu, không làm mấy chuyện đó đâu, nhục lắm. Nhục hả? Vậy ra ngoài kiếm thằng già cặp mang tiền về đây. Nè nha, tôi không có làm gái nha. Chứ bây giờ em muốn làm gì? Em nghe anh nói nè, em có nhớ thằng Văn, thằng chồng cũ của em, nó hứa với em cái gì không? Hứa gì? Tôi mới nhớ. Em không nhớ, nhưng mà anh nhớ. Chuyện gì? Thầy ơi. Chuyện gì vậy? Dạ, em có nấu nước mát, em mời thầy uống. Dạ, thầy uống nghe thầy. Cảm ơn em. Thầy, em xin lỗi vì bữa trước đã tự ý cầm vào con búp bê của thầy. Thầy đừng giận em nữa nha. Không có gì. Mà
con búp bê đó có ý nghĩa gì với thầy vậy? Bữa đó thầy làm em sợ quá. Con búp bê đó thầy mua tặng cho con gái của thầy, nhưng mà nó đã không may mắn để có mặt trên cõi đời này. Em xin lỗi, em không cố ý làm thầy nhớ lại chuyện buồn đâu. Không sao, thầy cũng xin lỗi em. Hôm đó thầy nóng quá, thầy làm cho em sợ. À vậy thôi, thầy làm việc rồi ngủ sớm nha thầy. Em chào thầy. An, em bị sao vậy? An, em bị sao vậy? Em không sao thầy. Thầy đưa em đi bệnh viện nha. Dạ thôi thầy, bệnh viện tốn tiền lắm. Không có lo về chuyện tiền bạc, bệnh là phải chữa. Thầy đưa em đi bệnh viện, đi. Thầy, em bị vậy quen rồi. Thầy đừng có lo, lát nó hết à. Em có chắc không vậy? Em chắc mà. Dạ thôi em về nha thầy. Thầy nghĩ ngày mai là chủ nhật, thầy có bận gì không thầy? Thầy bận. Thầy không bận. Có chuyện gì không? Vậy em nhờ thầy một chuyện nha. Chuyện gì vậy? Người ở đâu mà chảnh dữ vậy trời? Bánh nè chị. Ngồi hỏi này chút xíu thôi. Ủa cái thằng cha mà mới vô phòng đó là ai vậy em? À thầy giáo, thầy Văn đó chị. Ủa mà nhà có hai mẹ con, đàn bà con gái nữa, sao lại cho đàn ông ở chung? Ủa hai mẹ con em ở phòng bên này, thầy Văn ở phòng bên này, chứ có ở chung đâu chị. Rồi tôi nhìn cái tướng ông đó là không có phải cái dân đàng hoàng đâu nha. Rồi nửa đêm nửa hôm mà chỉ có hai mẹ con, đàn bà con gái nữa, ông làm gì sao mình biết được. Trời ơi chị nói gì nghe kỳ vậy. Thầy Văn là thầy giáo mà, thầy đàng hoàng lắm. Mà tôi nói cho cô nghe nè, cái ông Tư thịt heo đó, rồi ông thích cô, ông mê cô như điếu đổ vậy đó, mà cô cũng bỏ ngoài tai. Rồi chưa hết nha, thêm luôn cả thằng cha sang nhà đất cũng vậy nữa. Rồi tôi thấy cha đeo theo cô biết bao nhiêu. Cô cũng ưng giả làm sao vậy? Trời ơi, chị biết em rồi đó. Nhà chỉ có hai mẹ con thôi, mà con gái em nó đang bệnh nữa. Em chỉ muốn một mình em chuyên tâm chăm sóc con, chứ em không muốn phiền tới ai hết á. Cha ruột của nó còn không chăm được cho nó, bỏ hai mẹ con mà đi thì đợi chi mà cha ghẻ chăm sóc, chia sẻ với mình hả chị? Tôi là tôi thương cô cho nên tôi mới nói giúp cho cô biết á. Bây giờ cô chọn đi, giữa một là ông Tư thịt heo, hai là ông sang nhà đất. Hai cái ông đó là giàu có nhất trong cái vùng này, hai ông đó mới có thể lo được cho mẹ con cô thôi ha. Tôi dạ. Nói vậy đó, gửi tiền nè. 50. Dạ cảm ơn chị. Bánh đây, bánh đây, mãi vô. Bánh nhà làm thơm ngon bổ dưỡng đây. Còn nhiều bánh bán hết cho con chú. Rồi. Chẳng 150.000 con. Rồi, gửi chú luôn. Rồi, cảm ơn con nha. Với lại nhờ chú chụp giùm con tấm hình với bé heo, bé mèo nha. Rồi, được chứ. Rồi, cười nha, cười lên nha, tươi lên nha. 2, 3. Rồi, đổi kiểu đi con. Rồi, 2, 3. Rồi, tấm nữa nè. Rồi, 2, 3. Rồi, nhiều lắm. Rồi, cảm ơn chú nha. Trời ơi, nay gia đình bé heo hạnh phúc quá. Có ba đi theo bán cùng nữa. Chú, con bánh mối nhà chú lâu lắm rồi mà bữa nay mới biết mặt chú đó nha. Thôi, chúc gia đình bé mèo luôn mãi mãi hạnh phúc vậy nha. Bye, tạm biệt. Chào chú. Ôi trời ơi, mừng quá. Con ơi. Chị bán hết bánh rồi. Dạ, bánh. Cảm ơn thầy. Thầy giỏi quá à. Ước gì chủ nhật nào thầy cũng ra đây bán bánh với mẹ con em ha. Không được đâu, thầy còn có việc của thầy phải làm nữa. Nha. Con kỳ quá à. Thầy bận lắm chứ bộ. Dạ, cảm ơn thầy nhiều. Không có chi, bán hết rồi, thôi về nha. Dạ. Dạ, chào thầy. Tha cho tôi đi mà, tha cho tôi đi, đừng giết tôi mà. Tha cho tôi đi. Nói sao vậy? Anh nằm mơ,
anh thấy tụi giang hồ nó bắt anh, nó đòi giết anh, anh sợ quá anh bỏ chạy. Chỉ là mơ thôi mà, không sao đâu. Sao mà không sao được, cũng là cái vụ nợ nần tiền bạc mà mấy bữa nay anh ăn ngủ không yên gì hết. Cũng tại anh chứ tại ai. Yên yên đang lành, hồi xưa mấy cái vốn luyến đó anh chỉ cần chuyên tâm anh kinh doanh bất động sản thôi, là bây giờ vợ chồng anh đâu phải khổ như vậy đâu anh. Anh cũng muốn làm giàu, có thật nhiều tiền để lo cho em được sung sướng chứ bộ. Không có ai làm giàu bằng cách cá độ cờ bạc đâu anh. Thôi mà anh biết lỗi anh rồi, đừng có cằn nhằn. Bây giờ anh đã đủ khổ rồi, cứ dằn vặt anh hoài sao. Em, bây giờ chỉ có em mới có thể giúp anh được thôi. Anh Văn anh cũng có nói anh chị chia tay lâu rồi, mà ông nó cũng kỳ thiệt á. Mười mấy năm trời biệt tâm biệt tích, bây giờ mới chịu gặp anh em. Ủa, anh gặp lại anh Văn rồi hả? Ừ, mới tuần rồi nè. Ổng á, nhờ tôi lấy đậu hũ của học trò của ổng. Dạ, anh Văn anh vẫn còn đi dạy hả anh? À... mà bây giờ anh ở đâu hả anh Lâm? À... ui, à... chị để đó tôi làm cho. Ờ, thầy. Ờ, à, thôi, 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 thôi. Thầy đang làm việc mà. Thôi thầy tôi cứ đã để... nói là không có gì phiền. Không được, đang khó khăn như vậy, anh mà biết có con á, anh lại kêu phá nữa. Anh hùng cái vợ, hùng cái đi. Tôi mà.